đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Vợ của Hoài Lâm tự tin khẳng định điều này, dù là mẹ đơn thân khiến ai cũng ngưỡng mộ. Vợ của Hoài Lâm, Bảo Ngọc vốn nổi tiếng là hot girl sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Sau khi kết hôn và sinh con, vẻ ngoài của cô còn được khen mặn mà và sắc sảo hơn. Sau tang vỡ hôn nhân với Hoài Lâm, Bảo Ngọc hiện đang khiến công chúng vô cùng chú ý khi một mình nuôi hai con nhỏ. Song khác với những bà mẹ đơn thân, bỏ bê bản thân vì bận biểu với việc chăm con cái và suy sụp sau đổ vỡ hôn nhân, Bảo Ngọc có quan điểm rất tích cực trong việc giữ gìn nhan sắc. Từ trước khi công khai chuyện tan vỡ hôn nhân và làm mẹ đơn thân, vợ của Hoài Lâm đã từng có những chia sẻ rất tích cực theo góc nhìn của một người phụ nữ hiện đại. Cụ thể, Bảo Ngọc từng khẳng định rằng cô không bao giờ để bản thân già nua, xề xòa dù bận rộn với công việc buôn bán và chăm sóc hai con. Bảo Ngọc cho biết, dù bận rộn, trong ngày tôi luôn cố gắng làm nhanh công việc, rồi dành thời gian khoảng 1 tiếng để chăm sóc bản thân. Thường là khi con ngủ, phụ nữ được quyền xinh đẹp, và tôi nghĩ mình phải yêu bản thân mình thì người khác mới yêu mình được. Thông qua quan điểm này, fan dễ dàng hiểu được lý do vì sao bà mẹ 24 tuổi dù hai lần vượt cạn vẫn sở hữu nhan sắc vô cùng tươi trẻ. Được biết hiện tại Bảo Ngọc vẫn duy trì công việc buôn bán và sử dụng nguồn thu nhập đó để nuôi hai con. Khác với những tin đồn thất thiệt về Bảo Ngọc từng coi Hoài Lâm như máy ATM, bà mẹ hai con này tự tin độc lập tài chính như năm 18 tuổi. Bảo Ngọc hiểu rằng một khi đã làm mẹ, cô cần phải lo lắng chu toàn cho cuộc sống của các con, vậy nên mỗi ngày vợ của Hoài Lâm đều nỗ lực làm việc. Hiện tại, công chúng đều rất quan tâm đến những động thái của Bảo Ngọc và Hoài Lâm. Tuy tin tức ly hôn được xác nhận khiến người hâm mộ tiếc nuối, nhưng công chúng vẫn tôn trọng lựa chọn của cặp vợ chồng sau này. Người hâm mộ hy vọng rằng bà mẹ hai con Bảo Ngọc sẽ sớm cân bằng được cuộc sống hậu tang vỡ hôn nhân. Với quan điểm hiện tại, tin rằng dù có làm mẹ đơn thân thì vợ của Hoài Lâm vẫn sẽ giữ được tinh thần tích cực lẫn sắc vóc xinh đẹp dù có bận rộn đến đâu đi chăng nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.